Thực hiện đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn, phong trào mỗi người dân trồng ít nhất một cây xanh trong năm 2024, xây dựng đô thị thủ dầu một xanh sạch đẹp. Thành phố thủ dầu một đã phát động cơ quan, đơn vị địa phương tham gia thực hiện với nhiều hình thức thiết thực phù hợp. Trong sáng nay, Phường Chánh Nghĩa đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh rạch trong cây dọc tuyến sông rạch ông Tía tham gia thực hiện có trên 100 cán bộ công chức, đoàn viên hội viên và nhân dân khu phố cùng thực hiện. Tuyến rạch dài hàng trăm mét đã được địa phương dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan thoáng mát, khơi thông dòng chảy phục vụ tốt cho việc thoát nước vào mùa mưa. Đồng thời trồng các cây xanh dọc hai bên đường của tuyến rạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố xanh sạch đẹp.